Mến chào các bạn đã đến với kênh Linh Quê Miền Tây nha. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 7 rồi nè các bạn. Các bạn đã đi làm chưa hay là còn nghỉ Tết? Còn Linh thì về quê chơi và Linh cũng đi lên trên thành phố này để đi làm rồi đó các bạn. Và hôm nay vào bếp Linh sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chiên bánh xèo làm sao cho giòn và vàng đẹp. Và đây là má chồng của Linh, rất thích ăn bánh xèo này các bạn, nên hôm nay Linh sẽ làm bánh xèo cho má chồng Linh ăn và cho cả nhà của Linh ăn chung luôn nha. Thì sáng nay Linh đi chợ này các bạn, đây là chợ Ngã Ba Bầu, chợ gần nhà Linh đó. Chợ thì hôm nay cũng vắng que, người bán cũng ít mà người mua cũng ít luôn các bạn. Có nhiều chỗ, có nhiều sạp á, tiểu thương người ta chưa có bán đó các bạn. Đây, chợ vắng que luôn, công nhân thì chắc về quê chưa có lên á, nên là ít có người đi chợ á. Mình sẽ quay một vòng chợ Ngã Ba Bầu cho các bạn cùng xem nha. Là mùng 7 Tết nên là nhiều cái chỗ sạp chưa có bán đồ nữa các bạn. Thì sáng nay Linh đi chợ, Linh có mua một bó hoa cát tường để về trưng lên bàn thờ ba chồng của Linh. Hoa cát tường thì hôm nay cũng tươi và rất là đẹp nè các bạn. Bây giờ Linh sẽ trưng hoa nha. Và sau khi một hồi cắt tỉa thì Linh cũng đã trưng một bình hoa cho ba chồng Linh xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Và sau khi cắm hoa xong thì Linh sẽ ăn sáng nha. Hủ tiếu Linh tự nấu nè, mời các bạn cùng ăn nha. Và sau khi ăn sáng xong thì bây giờ Linh sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh xèo nha các bạn. Và nguyên liệu cho món bánh xèo hôm nay gồm có là bột bánh xèo, bột chiên giòn, thịt bằm và thịt nạc, củ sắn và một ít rau sống. Tại nhà Linh có người già và trẻ nhỏ nên Linh làm thịt bằm cho cả nhà Linh dễ ăn các bạn. Linh đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh xèo thì có ông Thổ Địa với ông Thần Tài vào nhà Linh muốn biểu diễn này các bạn, nên Linh đã lì xì cho Thổ Địa ông Thần Tài. Ông Thổ Địa Thần Tài mà vào cửa hàng Linh đầu năm là chắc là lộc lắm đây. Tại vì hai vợ chồng Linh vào cửa hàng làm nhôm kính nho nhỏ à. Và mùng 9 thì vợ chồng Linh mới khai trương, còn hôm nay thì mới có mùng 7 thôi, 2 ngày nữa. Nhưng mà hôm nay thấy ông Địa với ông Thần Tài vô nhà Linh là đã thấy hên rồi đó các bạn. Và tiếp theo Linh sẽ pha bột bánh xèo nha các bạn. Đầu tiên là Linh sẽ bỏ bột bánh xèo vào trong tô. Kế tiếp là Linh sẽ cho thêm một ít bột chiên giòn đó nha. Tùy theo số lượng bột mà các bạn pha nha. Và Linh sẽ cho vào đây hai muỗng bột nghệ nữa. Và bây giờ Linh sẽ cho nước lọc vô nè các bạn. Linh sẽ quậy cho nó đều, cho nó hòa tan là bột bánh xèo với bột chiên giòn đó các bạn.
và Linh sẽ nêm vào cái bột bánh xèo này một muỗng cà phê muối nha. Và Linh tiếp theo và Linh sẽ nêm thêm là 3 muỗng đường. Các bạn nêm tùy theo mà cái lượng bột bánh xèo các bạn pha nha. Các bạn nêm nếm muối với đường vào bột bánh xèo này xong á, các bạn nếm thử nó mặn mặn ngọt ngọt là ok nha. Và các bạn muốn cho nó giòn nữa thì các bạn nặn vào đây nửa trái chanh nha. Nếu mà các bạn pha nửa bịch bột bánh xèo á. Và sau khi nêm nếm gia vị xong vào bột bánh xèo thì bây giờ Linh sẽ cho thêm hành lá vào nè các bạn. Bạn nào thích ăn hành lá nhiều thì bỏ nhiều nha, còn ai thích ăn ít thì bỏ ít nha. Tại vì hành lá bỏ vào thì chút mình chiên bánh lên cho nhìn cái bánh nó đẹp các bạn, xanh xanh vàng vàng á, nhìn nó đẹp ha. Thì đây là cái công thức mà nãy giờ Linh pha bột bánh xèo đó các bạn, cũng rất là đơn giản. Chỉ cần bột bánh xèo nè, bột chiên giòn nè, muối, đường với chanh. Và các bạn nhớ nếm là hợp theo khẩu vị của mình nha. Và củ sắn làm nhân bánh xèo thì Linh cũng sắt xong rồi nè. Và tiếp theo Linh sẽ phi tỏi cho vàng nha. Để chút nữa Linh xào thịt nè. Xào thịt để làm nhân bánh xèo đó các bạn. Và bây giờ tỏi thì cũng vàng rồi nè. Linh sẽ bỏ thịt thịt hồi nãy Linh xắt lát á, Linh sẽ xào trước nha. Linh xào lớn như nào cho nó săn, nó chín. Rồi Linh sẽ bỏ vào dĩa và Linh sẽ xào thịt bằm sau nha các bạn. Các bạn nhớ là khi mà mình xào thịt á để làm nhân bánh xèo á, các bạn cũng phải nêm nếm gia vị luôn nha. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn luôn. Để chút nữa mình chiên bánh xèo cho ngon nha. Thì thịt Linh xào cũng săn lại rồi nè các bạn. Linh sẽ cho vào đây một ít hạt nêm nha. Cho một ít hạt nêm với một ít bột ngọt các bạn. Cho vừa ăn. Để chút xíu thì mình Linh sẽ bỏ vô cái bánh xèo á, làm nhân bỏ vào cái bánh xèo á, cho cái bánh xèo nó vừa ăn mà nó đậm đà hơn ha. Và thịt thì cũng chín rồi nè các bạn. Bây giờ Linh sẽ nhắc xuống và bỏ cái dĩa nha. Và tiếp theo Linh sẽ xào thịt bằm nè. Xào thịt bằm thì Linh cũng nêm nếm y như xào thịt lát hồi nãy vậy đó các bạn. Cũng nêm nếm cho vừa ăn vậy đó. Rồi Linh bỏ vô một ít hành lá cho nó đẹp mắt á. Và đây là nguyên liệu Linh sẽ chiên bánh xèo đó các bạn. Gồm có thịt bằm nè, thịt lát nè, và củ sắn và bột bánh xèo. Linh đã nêm nếm gia vị rồi hết rồi nha. Bây giờ Linh mời các bạn cùng bắt tay vào làm bánh xèo chung với Linh cho vui nha. Làm cái món bánh xèo này á thì Linh cũng học hỏi từ của mẹ Linh á, thì thấy mẹ Linh làm ở dưới quê á cũng hay lấy cục mỡ heo này nè các bạn. Đó, mình bỏ vô cái chảo nóng á, mình xay một hồi cho dầu nó nóng đều hết cái chảo nha. Rồi mình mới múc bột ra chén, mình đổ vô chảo nha các bạn. Các bạn nhìn xem Linh làm nha. Chứ Linh thì ăn nói không có được lưu loát nè. Nhằm khi biết cách làm thôi, nhưng mà Linh nói chuyện không có được hay lắm các bạn. Các bạn cũng bỏ qua cho Linh nha. Đây là công đoạn Linh sẽ hà dầu vào chảo cho chảo nóng thì là nóng ra, rồi Linh mới bỏ bột vô Linh chiên nha các bạn. Và cái chảo để chiên bánh xèo của Linh á thì bây giờ cũng nóng rồi nè các bạn. Linh sẽ bỏ bột vô đây Linh chiên nha. Đó, sau khi đổ bột vô Linh sẽ cho cái chảo đảo đều nha, cho cái bánh nó được tròn hơn nha các bạn. Bột nó cũng đều nữa, chút nữa nó sẽ vàng và chín đẹp hơn nha các bạn. Và Linh sẽ đậy nắp lại cho bánh chín nè. Và Linh đậy nắp vào khoảng chừng 1 phút các bạn. Linh sẽ dở ra là bột ở trong bột bánh nó đã chín đều hết rồi nè các bạn.
Bây giờ Linh sẽ nghiêng chảo nha, cho bột bánh xèo nó sẽ chín và giòn hơn nha. Và bây giờ Linh sẽ bỏ nhân bánh xèo vô luôn nha các bạn. Trước tiên là Linh sẽ bỏ củ sắn vô trước nè. Này, Linh sẽ bỏ củ sắn vô nha. Củ sắn này thì Linh cũng đã xào chín rồi nè các bạn. Bỏ củ sắn vô, Linh gãy đều ra cái bánh nha. Tại vì Linh bỏ trứng giữa bánh thôi nha, để chút mình ụp lại á, cho cái bánh nó sẽ được đẹp hơn nha các bạn. Các bạn nào muốn ăn nhân nhiều thì mình bỏ nhiều nha, muốn ăn nhân ít thì mình bỏ ít. Và tiếp theo Linh sẽ múc thịt bằm vô nè. Tại vì Linh làm bánh này cho mẹ chồng Linh ăn, mà mẹ chồng Linh thì năm nay cũng là 83 tuổi rồi, với nhà Linh thì có nhiều bé nhỏ nữa, nên là làm thịt bằm với thịt nạc cho dễ ăn nha các bạn. Đó, bánh xèo này thì các bạn làm những gì cũng được hết, thích làm mực hay làm tôm hay làm với nấm thì cũng được, tùy theo khẩu vị và sở thích của mỗi người nha. Đó, sau khi Linh bỏ nhân vào hết rồi, các bạn nhìn thấy cái bánh của Linh đẹp không, thấy bột nó giòn đều ha các bạn ha. Chút xíu nữa Linh để chút xíu nữa cho bánh nó vàng đều hết, Linh sẽ lấy ra nha. Rồi, các bạn thấy cái bánh của Linh có ngon không nè. Bây giờ thì tới công đoạn là chuẩn bị Linh lấy bánh ra nha. Các bạn nhìn cái bánh của Linh nè, cái chảo của Linh nó tróc ghê không, tại Linh chiên cái chảo không dính á, vàng đẹp ha các bạn ha, giòn lắm đó các bạn. Bây giờ Linh sẽ đổ cái dĩa nha. Đây là thành phẩm cái đầu tiên của Linh nè. Đó, đẹp xuất sắc chưa. Linh thì cũng không khéo gì đâu các bạn ơi, chỉ học lớn là của mẹ thôi. Và tiếp theo Linh sẽ làm cái bánh thứ hai nha các bạn. Các bạn cùng xem Linh làm nè. Đó, Linh sẽ thà cái miếng mỡ vòng vòng cái chảo gì đó. Mà các bạn nhớ là để cái chảo nóng rồi mình thay dầu vô, rồi để cho nóng rồi mình khi mình mà chán bột á thì cái bánh nó sẽ không có bị dính nha các bạn. Các bạn thấy mình làm cái bánh thứ hai là chuyên nghiệp chưa? Đó. Và bây giờ Linh sẽ đậy nắp lại để chờ bánh chín nha. Linh thì cũng không có giỏi nấu ăn gì đâu các bạn. Linh thì cũng học từ trên tivi, sách vở với học lớn của mẹ này kia thôi à. Nên là cũng tập tành là làm được, không giỏi, không ngon nhưng mà ăn được. Và đây là thành quả cái bánh thứ hai của Linh nè các bạn. Thơm lắm á các bạn ơi, thơm phức luôn à, giòn rụm luôn á nha. Và bây giờ Linh sẽ bỏ bánh ra dĩa nha. Đây, thành quả đây, thành quả thứ hai đây. Đó, hai cái. Quá xuất sắc luôn. Và trong khi chờ bánh chín thì Linh đã pha sẵn một tô nước mắm để chút nữa mà Linh chấm bánh xèo nè các bạn. Các bạn thấy tô nước mắm của Linh có hấp dẫn không? Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Và thêm một cái bánh nữa ra lò nha các bạn. Đây, nóng hổi luôn. Và sau một thời gian làm bánh thì Linh cũng đã làm xong rồi nè các bạn ơi. Và đây là thành quả của Linh nè. Và người thưởng thức bánh đầu tiên của Linh đó là má chồng của Linh nè. Má chồng Linh thì rất thích ăn bánh xèo nha. Má có thể ăn được hai cái luôn đó các bạn. Má rất thích ăn rau xà lách nha. Ăn bánh xèo là má thích ăn với rau xà lách nè. Đó. Còn đây là anh xã của Linh nè. Ăn bánh xèo kiểu gì mà lạ lạ lắm các bạn. Không có cuốn với rau như mình ăn đâu nha. Anh bỏ nguyên cái bánh xèo vô cái dĩa ha. Rồi ha, ngắt rau bỏ vô, chát nước mắm vô rồi ăn vậy đó. Và video chia sẻ cách làm bánh xèo giòn rụm của Linh đến đây thì cũng hết rồi nè. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh cho Linh một lượt like, một lượt chia sẻ để Linh có động lực ra nhiều video nấu ăn hơn cho các bạn cùng xem nha.